Xin chào anh chị, bữa nay chợ Tốt Tiền Giang đến đây muốn giới thiệu đến cho anh chị 4 lô đất nền. Hiện tại em đang đứng là ngay huyện lộ 05, 05B nha anh chị. Ở đây thuộc về huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Em muốn giới thiệu đến cho anh chị cái lô đất này. Bề ngang 5, dài 28m. Thì cái hướng này á, thì về Tân Thành anh chị, về khu du lịch biển Tân Thành. Có 100 mét thổ cư cái lô đất này nha anh chị. Em còn cái mặt tiền lô này thì bề ngang 5 dài 28 có 100 mét thổ cư. Chủ kêu bán là 630 triệu. Cái lô đất này thì hướng đông nam. Cái mặt tiền đường này á, thì đường huyện lộ mình thông đi nhiều hướng nhiều ngã nha anh chị. Thì khu vực này nhà rất là đông rồi. Bây giờ em tiến vô em giới thiệu đến cho anh chị ba lô trong đây nữa. Ở trong đây thì đường hiện tại thì là 3 mét nha anh chị, hiển thị trên sổ 3 mét. Ba lô đất nó nằm ngay chiếc xe của em đó. Bề ngang 7, bề dài 20, có 100 mét thổ cư. Giá chủ kêu bán là 450 triệu mỗi lô. Ở trong đây còn 3 lô anh chị. Tại vì cái đường nó hơi xấu nhưng mà người ta chưa làm lại anh chị. Nhưng mà cái đường này tới 3 mét là 7 nhân 20 nha anh chị. Như 140 mét đó. 140 mét đất có 100 mét thổ cư. Đất này thì hướng đông nha anh chị. Cách thành phố Hồ Chí Minh của mình cỡ 55 tới 60 cây. Cách Mỹ Tho 30 cây nha anh chị. Ở đây. Đó, đây là cái cọc đây nè. Cọc đây nè anh chị. Nè. Đây qua đây. Đây qua đây 7 mét. Đó, 7 mét. Còn 3 lô. Dài là tới phía sau đó anh chị. Sau đó. Rồi qua 7 mét. Mỗi lô có 100 mét thổ cư. Hiện tại là đất này cũng cao rồi anh chị. Điện thì cọc điện nè, điện trung thế vô rồi. Vô mình ở đây wifi điện nước đầy đủ. Ở đây mình xài nước máy nha anh chị. Đó. Thì chủ kêu bán mỗi lô thì 450 triệu. Khu vực này thì em thấy nhà cũng nhiều nè. Để em quay sơ sơ căn nhà. Còn lô ngoài mặt tiền ngoài huyện lộ ở đây thì chủ kêu bán 600 mấy, 630 triệu đó anh chị. Bề ngang 5 bị dài 28 m có 100 m thổ cư. Thì đường huyện lộ 05 này thì xe tải hai chiếc chạy đối đầu né được nha anh chị. Đường này cũng rộng rồi. Thuận tiện cho anh chị về các nhà nghỉ dưỡng rồi đó, về quê ở. Anh chị có thể mua ba lô liền kề ở chỗ đó thì bề ngang 21 mét anh chị, bề dài 20 mét thì nó cũng gần 500 mét vuông anh chị. Rồi đến đây em xin kết thúc cái video nha. Anh chị nào cần liên hệ ngay số điện thoại của em. Dạ em